Thì sau khi mình bypass thành công á, thì cái máy đã nhận sim có sóng bình thường. Máy bypass á, mà nghe gọi các bạn, thì mình hoạt động như một cái máy bình thường thôi. Chẳng qua là nó bị ẩn iCloud thôi, chứ không có vấn đề gì xảy ra nha. Alo, xin chào các bạn, mình đang nhận bypass Hello nè, bị khó iCloud mà muốn bypass luôn sim á. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tool trên Windows khá là đơn giản ha. Cái máy này thì iPhone 6 lút thôi, iOS khá là thấp. Để mình ghim vô máy tính, mình kiểm tra sơ qua nha. Rồi số email, số seri đầy đủ nè. Mình muốn bypass Hello mà full sim á, hiện tại thì máy lock nó chưa hỗ trợ nha các bạn. Các bạn nhớ kiểm tra kỹ nha. Rồi có một cái sim mình bỏ vô, coi từ cái điện thoại này nó có sóng không. Nhiều lúc các bạn bypass mà cái điện thoại nó lỡ mất sóng hay là hư ổ sim gì đó, mình làm chắc cả ngày nó cũng không lên sóng nổi nha các bạn. Rồi máy đây có nhận sim có sóng đầy đủ nè. Giờ mình tiến hành mình bypass Hello mà dùng sim nha. Mở cái tool lên. Tool này hiện tại nó chạy trên Windows nhưng mà admin cập nhật mới rồi các bạn. Nó direct trực tiếp trên tool luôn. Khi các bạn ghim cái máy mở cái tool lên á, thì nó báo là phải đưa về chế độ depo để mình direct nó nha. Rồi trên tool nó hướng dẫn nè, mình cứ bấm net trên tool là tự động cái máy mình nó sẽ về chế độ recovery. Các bạn đợi một xíu nha. Rồi khi máy về chế độ recovery á, tiến hành mình vô chế độ depo cho nó để nó direct đó các bạn. Lúc trước những cái tool này á, mà mình chạy trên Windows á, là mình phải direct bên thứ ba trước nha. Những cái dòng mà máy củi củi thấp thấp như vậy á, thì lúc trước là mình phải direct bằng chết ra hay gì đó thì mình mới active trên Windows được nha các bạn. Hiện tại thì admin cập nhật cái tool này lên phiên bản mới á. Các bạn cứ mở tool rồi direct active trực tiếp trên tool luôn, không có qua thông qua cái tool nào khác hay là bên thứ ba gì hết nha các bạn, khá là tiện. Những cái dòng thấp thấp này hiện tại các bạn chỉ cần một cái máy tính Windows là mình bypass Hello full sim được rồi ha. Nói chung tool bây giờ khá là nhiều, các bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình hỗ trợ tư vấn giúp các bạn nha. Thì khi nó chờ nó ra reset thành công thì các bạn cứ đợi thôi, hồi là điện thoại mình nó sẽ khởi động lên. Thì trên tool đó nó đang chạy những cái bước cuối cùng, mình cứ đợi nha các bạn. Driver thì nó nhận đầy đủ rồi, các bạn phải đợi cái tool nó báo ra reset on down á. Đó các bạn thấy không, ra reset thành công nè. Rồi nó kêu là mình đóng cái tab này lại đi để cho nó chết cái máy đó các bạn, kiểm tra coi thử cái máy này nó có hỗ trợ hay không á. Khi này thì các bạn cứ đợi đi, nó đang kiểm tra. Cái bước này thì nó khá là lâu ha, mình cứ đợi nha các bạn. Nhiều lúc nó treo hay gì thì các bạn cứ tắt tool mở lên lại là nó sẽ kiểm tra tiếp qua cái máy mình nó có hỗ trợ bypass hay không á. Đây nè, nó kêu là đã treo mừng vậy nè, cái máy này có hỗ trợ ha. Giờ mình tiến hành mình order series thôi. Order series có nghĩa là mình phải mua series nha các bạn. Những cái máy mà Hello mà mình muốn làm nghe gọi á thì mình phải order series nha, chứ hiện tại nó không có free ha. Giá cả thì nó cũng hợp lý thôi. Thì sau khi mà mình mua series thành công á, mình mở lại cái tool, mình đợi cái tool đó nó nhận lại cái máy. Rồi trên tool nó có chữ start á, các bạn cứ bấm thôi, nó active. Tool này thì nó chạy hiện tại thì cập nhật phiên bản mới á, chạy trên Windows. Những cái dòng thấp như là các bạn bypass Hello á, mà nghe gọi 5S 66 lút á, nó chạy khá là mượt nha các bạn. Đó các bạn thấy không, mình chỉ bấm start trên tool á là nó sẽ vô màn hình menu. Rồi nó kêu là mình có cần đánh giá cái tool này hay không á, thì tùy thôi các bạn. Các bạn muốn lên chân chủ á, các bạn đọc sơ qua nha. Thì sau khi mình bypass thành công á, thì cái máy đã nhận sim có sóng bình thường. Máy bypass á, mà nghe gọi á các bạn, thì mình hoạt động như một cái máy bình thường thôi. Chẳng qua là nó bị ẩn iCloud thôi, chứ không có vấn đề gì xảy ra nha. Full chức năng luôn nha các bạn. Rồi tiến hành mình thực hiện cuộc gọi. Rồi mình đăng nhập ID Apple, mình test chức năng thì mình giao khách thôi. Rồi xin chào các bạn,